giữ các bản đồ này. Có lẽ cũng đang rất thắc mắc là tại sao nước ngoài tới 130 mà tại sao có ít quân như thế này. Rồi bây giờ anh hiện ra rồi, anh ấy đang tích cực micro được drop. Vâng, lượng quân này lao về, đây là lượng bổ sung rất hợp lý. Có lẽ Apollo chết hết rồi, nhưng Zilot, Genji với Copper vẫn còn rất nhiều. Thì bên tên là quá sân rất là nhiều quân, cực kỳ của hai bên thì đã quá nhiều rồi. Vâng, vậy là khoảng 4 của bên tên đã bị tiêu diệt, nhưng mà đội quân chính diện của anh đã lao thẳng vào, liệu đây không là quyết định sáng suốt hay không. 1-1 cho Terran và upgrade 1-2 cho Zotot. Vâng, những Barak đang chặn đường rất là tốt, nhưng có lẽ không đủ số lượng vì lọt quá đông, quá hung hãn. Ok, một tàng quýt rất là nhanh.